Sau khi tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên đang thi công những hạng mục cuối cùng để chuẩn bị về đích, thì ở hướng khác của thành phố, tuyến metro số 2 cũng đang thực hiện những bước thi công đầu tiên. Sáng 22 tháng 6 năm 2023, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Ban Quản lý Đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, gọi tắt là MAUR, tổ chức lễ khởi công xây dựng công trình hạ tầng dự án tuyến tàu điện metro số 2 Bến Thành Tham Lương. Gói thầu này chia làm hai giai đoạn thực hiện. Giai đoạn 1 sẽ thi công xây dựng hệ thống cấp và thoát nước, lắp đặt điện cao thế, di dời tạm các công trình điện trung thế và hạ thế, công trình viễn thông vào hành lang 5. Giai đoạn 2, nhà thầu sẽ di dời tái lập ngầm vĩnh viễn công trình điện trung và hạ thế, công trình viễn thông vào hào kỹ thuật ngầm đảm bảo phù hợp thiết kế, cảnh quan đô thị. Toàn bộ công tác di dời hạ tầng kỹ thuật mất khoảng 1 năm rưỡi để hoàn thành. Việc chuẩn bị một mặt bằng sạch và không gian ngầm thoáng đãng sẽ góp phần hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án tuyến tàu điện ngầm số 2 nhằm đưa vào khai thác vận hành vào năm 2030. Đúng như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đến nay, Ban Quản lý Đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán các gói thầu tương ứng, đã và đang tổ chức lựa chọn nhà thầu với tổng chi phí cho toàn bộ công tác di dời hạ tầng kỹ thuật khoảng 1.000 tỷ đồng. Về công tác bàn giao mặt bằng, tính đến nay đã có 508 trên 586 trường hợp đã bàn giao mặt bằng, tương đương 86,69%. Trong đó có 4 quận, bao gồm quận Nhất, quận 10, quận 12, quận Tân Bình và quận Tân Phú, đạt tỷ lệ 100%. Còn 66 trường hợp tại quận 3 liên quan đến đơn giá bồi thường, trong tháng 4 năm 2023, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP.HCM đã thành lập tổ công tác để tham mưu giải quyết dứt điểm các khó khăn vướng mắc này. Hiện nay, các cơ quan liên quan đang tập trung để xử lý, đảm bảo hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng của dự án trong cuối năm 2023. Đối với dự án thì hiện nay là rút kinh nghiệm của tuyến metro số 1 và các dự án hạ tầng giao thông đô thị của thành phố trong thời gian qua, chúng ta sẽ phải tập trung trên cơ sở tinh thần là nỗ lực để giải phóng mặt bằng sạch, hạ tầng kỹ thuật 100% trước khi được triển khai các dự án chính, đặc biệt là đối với các dự án mà ODA mà có những yêu cầu rất khắt khe trong quản lý hợp đồng về cái việc liên quan trong cái việc để tránh những cái hạn chế, những khiếu nại, khiếu kiện phát sinh cho các nhà thầu chính của nước ngoài khi mà chúng ta không đủ cái điều kiện để bàn giao mặt bằng, dẫn đến các gói thầu chính phải chờ trong quá trình mà thực hiện. Dự án xây dựng tuyến metro số 2 Bến Thành Tham Lương đã được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt xây dựng từ nguồn vốn ODA và vốn đối ứng với tổng mức đầu tư lên tới hơn 47.800 tỷ đồng. Dự kiến tuyến metro số 2 có chiều dài hơn 11 km, trong đó đoạn tuyến đi ngầm dài hơn 9 km, đoạn tuyến đi trên cao, chuyển tiếp và đường dẫn depo dài hơn 1,9 km, điểm đầu tại ga Bến Thành quận Nhất, điểm cuối tại depo Tham Lương quận 12, bao gồm 9 ga ngầm, 1 ga trên cao và 1 depo. Theo kế hoạch, tuyến metro số 2 sẽ hoàn thành và đưa vào vận hành khai thác năm 2030. Dự kiến khi hoàn thành, tuyến metro số 2 sẽ giải quyết nhu cầu đi lại của người dân từ trung tâm thành phố về phía Tây Bắc và ngược lại. Về lâu dài, khi kết nối với các tuyến metro khác, sẽ góp phần chỉnh trang đô thị dọc tuyến, thúc đẩy phát triển nhanh hai khu đô thị mới của thành phố là khu đô thị mới Thủ Thiêm và khu đô thị Tây Bắc Củ Chi.